nà cái còn đấng đó tha tại ra này có cancer mẹ tại cho đậm nhẹ nhõ chấm nà tại ra này có ni với nhá cứ mẹ tại cho đậm nhẹ nhõ sao hai trên tại ra này có cancer tiệt sư sư đây nè từng ngõ khnì chân này nếu nhầm lớn do tại ra này có côn pơ mò bằng hai chỗ nè từng ngõ khnì hồi đôi nhà từng ngõ thì đầm chân tha tại ra này có côn pơ ní mẹ thầm tại nơi lùm đạp côn pơ cái cổng mẹ tại cho đậm côn pơ mình thầm mà đà đà chân đồng bây cổng mọi khác về dưới dân cho mò score làm việc tại cho đậm trú trú rồi bỏ tại ra này có phai si từng ngõ khnì sầm rắm nghe đại cao chấp bị thay tim một phai khai cổng phe rồi hồi đó thay tim một phai khai mình ní á cứ chặt trôi chơi tại ra này có phai si đã đại ra này có phai si nâng á cứ chia một phe thiệt tật hay khăn ông bộ phê thiệt tật nâng á, water sign cứ khăn ông nâng miên đôi chia đà ra này có cancer, scopio nâng đà ra này có pi si xâm rắp đồ bè scopo cho mùi nâng đà ra này có pi si ha đôi này tặng áo này đang xếp chân cứ miên tài mùi cứ chia đà ra này có cancer đà mẹ tại cho đặc over sensitive nhẹ nhỏ cho đặc côn bơ đôi khi nâng tài một đòn trong này ai đà ra này có đè cho xâm rộng lõ mình tên cho mùi nâng đà ra này có pi si nâng á cứ miên đôi chia scopio, terra, virgo hay nâng capricorn đà ra này có phai xí ha còn mẹ ta chỉ đặt chai trên dịp bay đôi chia đà ra này có xem xem tiền trần chắc là ta chỉ đặt tim mua được bao đà ra này có phai xí ha cứ chia mình đủ đại miên cùng đặt sai và đặt clang mình tên chia mình đủ đại caring clang ha khoa khoa bây giờ này đặt tay nó có clang hai còn chia mình đủ đại miên cái đây mình ta clang đôi khi nhìn trần trong này ai đã ta chỉ đặt tim pi được bao đà ra này có phai xí với nhá cứ mẹ lẹ cái nào chỉ đặt lọp lẹ lọ bàn tay có lọp clang vậy ấy một mảnh máu sau mòn chia menu đại friendly khá lăng mình tên mình phê rù rì rẹt tế hai cơ chia menu đánh dậy ọt chốc mọt lẹ cả nạ tha thật cả thiếu á cho mà đó ta chỉ đặt tí bây rồi bỏ ra này có phai xích cứ chia menu đầy mình phê bây chát bọn ta ọt sao mọt còi chia menu introvert đó ọt sao cho chất đa hai chân ta khéo cho ta không xó xó hai cơ chia menu đại lạc băng bè rộng khuôn ai ọt cho chất bằng hàng bè rộng bật bọc luôn ai đây chỉ trong khối lẹ cả nạ tí bây rồi bỏ ra này có phai xích nâng cứ chia bộ phê menu đại ច្រើនតែគិតប្រយោជន៍រួមអត់សាយខ្វល់ខ្វាយពីអារម្មណ៍ឬក៏ការគិតរបស់ខ្លួនឯងឯងច្រើនតែគិតនិងខ្វល់ខ្វាយពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃលក្ខណៈពិសេសរបស់ដារ៉ានីកោផៃស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ងាយនឹងស្រូបទាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងនៅចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចដឹងថាយើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍បែបណាដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើ friend របស់គាត់អត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគាត់តែជួបគ្នាអញ្ចឹងគេអត់ទាន់បានរាយរាប់ឬក៏បង្ហាញអីផងគាត់ក៏ទទួលដឹងអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តនឹងបាត់ហើយដារ៉ានីកោផៃស៊ីហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលអត់ចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងឯងគាត់ស្អប់ភាព lonely មែនតើប៉ុន្តែគាត់កាន់តែអត់ចូលចិត្តនៅជាមួយមនុស្សដែលគួរធុញគេគ្រប់គ្នាមើលតែដារ៉ានីកោផៃស៊ីហ្នឹងណាដូចជាលក្ខណៈមនុស្សមួយដែលអាច control everything in life គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែធៀបប៉ុតគាត់អត់ដឹងថាគាត់រងថ្ងៃត្រូវធ្វើអីដើម្បីជីវិតរបស់គាត់ទេភាគច្រើនគាត់អត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់គាត់អត់ដឹងថាគាត់គួរធ្វើអីនិយាយទៅវិញវាន់ហ្មងណាហើយដោយសារតែចំណុចអស់ហ្នឹងហើយបានគាត់ចិត្តដេកស្មារតីសម័យតាំងកណ្ដាលថ្ងៃពីព្រោះគាត់ចង់គេចពីភាព messy នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់គាត់ចង់គេចពីភាពច្បូកច្បល់ដែលគាត់អត់ដឹងថាគាត់គួរធ្វើអីដើម្បីជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាសំខាន់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតវ៉ាល់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគាត់អត់ចូលចិត្តសុំជំនួយពីអ្នកដទៃទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាតារានីកោផៃស៊ីហានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីរស់នៅឲ្យបានល្អសុខចិត្តនិងមានសុភមង្គលគឺគាត់ត្រូវការស្នេហាមែនតើគាត់ត្រូវការមានមនុស្សអមហែហមជាមួយគាត់រស់នៅឲ្យកសោគាត់អញ្ចឹងណាឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសុខភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ណាហើយបើសិនជាគាត់ទទួលបាននៅចំណុចហ្នឹងណាគឺជីវិតរបស់គាត់គឺលក្ខណៈថាឆ្អែតឆ្អន់ហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយតារានិករផៃស៊ីហ្នឹងគឺជាប្រភេទតារានិករដែលយករឿងស្នេហាដាក់នៅលើចំណុចលេខ1មកក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានន័យថាគឺគាត់ sacrifice everything ព្រោះតែរឿងស្នេហាមិនចាញ់ cancer ហ្មងនេះណានៅពេលដែលតារានិករផៃស៊ីចូលចិត្តណាគេម្នាក់លក្ខណៈថាស្រឡឹងគេអត់ដាក់ភ្នែកឯងមើលពីក្បាលដល់ចុងជើងប៉និតគេលួចសោចម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាសំខាន់គេចាប់បានវិញណាខ្លួនគាត់ឡើងក្រហមជាពិសេសអាចមើលឃើញលើមុខគាត់តែម្ដងពេលដែលគាត់នៅចិត្តមនុស្សដែលគាត់ចូលចិត្តចឹងណាសោចខឹករហូតអត់មានរឿងអីក៏សោចដែរសំខាន់ប្រាប់អាកំបានគ្រប់យ៉ាងទៅគេទាំងអស់ហើយបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងវិញគាត់តែងតែចង់នៅចិត្តម្នាក់ហ្នឹងហ្មងចង់ទៅតាមម្នាក់ហ្នឹងទៅណាទៅតាមគេចឹងណាហើយព្យាយាម support គេសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចដែលតារានិករផៃស៊ីហ្នឹងចូលចិត្តតារានិករផៃស៊ីហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងតន្ត្រីខ្លាំងមែនតើហើយក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងធម្មជាតិព្រៃឈើអីចឹងណាជាចុងក្រោយគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងសត្វអាននិយាយបានថាសត្វចិញ្ចឹមឯហ្នឹងគឺស្រឡាញ់លេខ1ហីគាត់ចូលចិត្តនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ special ណាអាហ្នឹងក៏គាត់ចូលចិត្តដែរដោយសារតែតារានិករផៃស៊ីហ្នឹងគឺចូលចិត្តរស់នៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងហីអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តអារម្មណ៍ដែលនឹកអ្នកតែឬក៏នឹកឃើញ memory ចាស់ចាស់ memory ល្អល្អជួនកាលអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអាននិយាយបានថាគាត់ចូលចិត្តអង្គុយស្មើសម័យនឹកគិតដល់រឿងល្អល្អដែលកើតឡើងពីអតីតកាលហើយបើយើងនិយាយពីបុគ្គលវិញណាគាត់ចូលចិត្តបុគ្គលដែលស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយចូលចិត្តបុគ្គលដែលស្ដាប់ហើយអត់មាន judgement បានន័យថាអត់មានការវាយតម្លៃជាចុងក្រោយគាត់ចូលចិត្ត sweet tech
xem mẹ nè đại trăng nhai rồi cổ trăng tẹt to đại có phải xí hấp chi yếm dậy phải mà mẹ tên chip xe hà sa chat bài lại cái nào sweet sweet đó nhưng ai tình yêu ban tha áo ca đại quạt lùng cho mùa nước sông đại phải cứ khua mẹ tên à lời nắng chân châu mà đó chậm lại để có ăn châu chân mình mà đo tim mũi cứ có ăn châu chân mà nụ đại phân ri con kê trăng xem mẹ nè đại phân ri con kê rồi còn mình cầm đặt này cái theo ấy nắng á vậy mà mặt nhàng cái cứ có ăn châu chân đi tí pí con ở chơi chân mình nuôi mình nè cho chơi răng ru chân xem mẹ nè đại con minh sang xa họ đại chơi đại đàn cọp hai xí ha cứ cùng chơi riêng mà răng ru chấm phô một con bay cọt sao chơi chân đây con chơi chân mình nuôi đại dậy đập khnì cho mà đó chấm nói tí bay đời xa đại con chơi mình nuôi đại minh cái đây mẹ ta chọn chân á chân xem mẹ nè đại chất đại chơi cọt sao minh cái đây mẹ ta sao minh nuôi chơi tận nè cứ nơi mình cọt cao đây chấm nói tí bốn ní dân đăng thay đại đàn cọp hai xí cứ đôi đại đàn cọp cancer chân cứ cọt ở xa ở sao bài chất đừng sensitive thiêu chân á chân cọt ở chơi chân mình nuôi nam mình nè tập hợp có thay chân cùng sad ấy cùng dùng ấy cùng cất chờ này có ở chỗ chân mình đang dạy phép quạt chân này bị buộc nè chờ pha quạt cứ bị anh xe đằng anh cho mà đó chúng ta trong khỏi cứ có ở chỗ chân một hết mình đủ đai ở miền ca cho cha rồi còn dạy khi bàn phải để miền bàn hai ở vậy mỗi cứ ở tại tôi do ca cho cha đó xe chân á có ở chỗ chân mình đứng chân này ok à lời dân cho mà đó chúng ta sau rồi bắt đầu rằng có hai si bên mình đong hai bên đăng vì chúng ta sau cái hai cùng thứ ba cái á chân tim mua chúng ta sau rồi bắt đầu rằng có hai si nó cứ bị in set là cái nào thay set khúc sau bài giảng chôn cá mơ hưởng cái đề trả má còn ai set vì mình ai được xa hưởng của tham ban này chấm nói sao tiếp theo bảo rằng có hai sinh nó cứ chưa mà nụ đại khai rồi ai chờn bởi dân vậy tới khoa khoai chờn cất chờn khua phỏm màn cho mà đó chấm nói tiếp bay đại chia chấm nói sao rồi bảo rằng có hai sinh nó cứ chưa mà nụ đại nghi đừng chưa cái mình tên háo chưa sụp tiệt ban này tha chôn cá score cái ban nó không cầm lòng bay khai với bàn tay chưa cái sụp mỏng chấm nói sao trong cái đó bảo rằng có hai sinh nó cứ kết bị cà bật escape from reality. Sau này chúng nói như vậy nhá, cứ nó phải đặt miếng bánh ha, vậy cả lắm luôn chỉ bật bao quát đó, quát khi yếm cách tận đây, rồi có cách ăn dậy bị topic năng, rồi có tận phơ ai xe là cái nào bao quát bay còn miền này. À lỡ dân châu mà đó pram chúng nói tha ta hai đấy bản dân cu tái chơi rơi do đại đàn có phải xí một phơ chỉ sáng xà. Chẳng chúng nói tim muối cứ quát cứ chỉ một nửa romantic mình tên. Sau này nhà đã châu chất phim romantic á cứ do quát thở ấy dậy bị hưởng lơ khè với nhá cứ là cái nào perfect ắt cho mòn anh nắng cứ vì chơi chúng nói sầm khan là sầm rập đại cu. Chúng nói tiếp pin thì vẫn cứ quát cứ chỉ đại cu sai ha đại tan đại trim là cái nào rồi chỉ sát đầm bay bồng pin đầm rời ca rồi bỏ đại cu. Đời sau thì con mình sầm tập phim sầu tiền nhà rầm bị rồi bỏ đại cu á. Chẳng tập thua ấy còn nâng lươn mình tên khăn ông ca đăng thay đai cô quát ăn chất hưởng ấy khăn hưởng ấy mân xa bài chất hưởng ấy được có kết bị ấy hai nộp về để quát sen đăng nơi chùm nội tầng ớt nâng hói cứ quát thêm lạc nạ rồi chỉ sạch đồng bây bồng pinh đồng rời cá nâng chú support trong chùm nội khoa khát chùm nội tí bay như vậy cứ mình copy đà này có cancer hay quát cứ chìa mình đủ đẩy lạc bóng bẹ ly chùm vô đai cô sna ha lạc nạp đô slap đô ru cắt sạch chùm khăn nha tài mặt đòn chấm nói tí buồn đi với nhá cứ quát tay tay bằng hai về à rắm nâng cái đây sờ lại cái đó đây cứ bóc quát cọt đây cọt lẽ vậy cho mà mặt trẻ nấc cọp hẹp bà rắm cọp hẹp bà chăn cọp hẹp là việc thả express everything mà cho mà đó chấm nói trong khỏi cứ đôi đàn này có cancer được thì trong nơi chấm mùi nâng xong xa đại chết đàn này có phai xí ha cứ quát sweet croupe về liền tặng ó nay tặng ó cái này đang nghệ thay nó không hưởng sai ha miền tây khá đàn này có phai xí ha cứ quát của bà bao chân nâng sờ lại nhà đất tây mình tên hai mình bay khá tôi bây giờ có tự tôi ban ở đại cứu sinh ha đại lõa khăn có con nơi ta ở sáu bảy chân có nơi ta cất chở này đời sau thì con cho chân cho ta tập hiệp chạy sáu đại nâng á từ không phe từ clip tiếp cho mùi nâng cầm đặt smart smart bao quát nhưng ưu tiên ho ta sang xa rồi bao quát cứ chia một cô thôi mà đá mình perfect cái tại quát cứ chia mình ở đại lõa khăn hái sáu lạnh nâng ảnh đặt sáu lạnh chấm bút đại đàn có phai si bằng tay mình bay khá có đại đàn có phai si cất chở dùng ở sáu bảy chân over sensitive đời sau tại quạt nó ngay chờn tại do sang xa rồi bao quạt nó không reality nó ngay tới cổng phe cho mùi nắng sang xa cái nông cái đây xem mày rồi bao quạt nhưng ưu tiên ho tha bị quạt mơ hưởng cái rể tới quạt khôn tu ai cái rể smart smart khăng á quạt do sang xa quạt reality nó quạt do tới cổng phe cho mùi nắng imagination chấm tới thôi quạt nó minh hưởng để thở cất áp sao bài chất xe ok à lời dân châu mà đó chúng nói tặng đáp đại chi chúng nói không ai có khóa đọc bọn đại đàn có phải gì chúng nói tim mũi cứ quát cứ chia mà nụ đẹp chi dâm kích vẽ nơi khó nông hưởng chùm lúa rồi có bánh hà đại cao lao chùm mùi nặng đại cú mình tham mất phép của xá rồi có cú này đời xa tại quát cứ chia mà nụ đại sắp ca để chụp một cái kia sẽ đạp cái lử lử hai con cái chim mình đã luôn nơi nó không có đây sao mày nó bóc luôn anh phong chẳng cứ con ở chỗ chân miên hướng mò về nhai từ chơi mũi kia chấm nói tiếp cứ con chim mình đã bị ba nó về để con thưa ca sao mày chật tờ lơ hưởng anh mùi đời xa tại con chim một cô đại bắt đầu ao nhà đợt tới chơi ao chim ngồi vậy để luôn anh miên á chẳng nó về để con thưa ca sao mày chật thưa hưởng anh mùi rồi con sao mày chật đằng đó sẽ bao nhiêu anh mùi cứ con cất chờ mình tên hai con kla tha con nó cứ chim mình nói thằng này dùng cho mà đó chúng nói tiếng bấy cứ có chia mình được để kết ba ca phật
អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាតារានិករផៃស៊ីមានពេលខ្លះគាត់អត់ទទួលស្គាល់ការពិតទេហើយនៅពេលដែលគាត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានរឿងជាមួយនឹងដៃគូស្នេហារបស់គាត់បែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងណាគឺគាត់គិតបែរអត់ទទួលយកការពិតហ្នឹងមកចំណុចទី4គាត់គឺជាបុគ្គលដែលអត់សូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើយើងនិយាយភាសាមួយទៀតបានន័យថា low self esteem បានន័យថាគឺជាបុគ្គលដែលអត់សូវគិតមានការគោរពចំពោះខ្លួនឯងទេគាត់ច្រើនតែគិតពីប្រយោជន៍និងអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃច្រើនជាងប្រយោជន៍និងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនគាត់រហូតដល់គាត់ភ្លេចថាគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរគាត់ក៏ត្រូវការគេខ្វល់ខ្វាយគាត់ក៏ត្រូវការគេ support ដែរចូលមកដល់ចំណុចទី5គាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្មានព្រំដែនគ្មានព្រំដែនមិនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាតារានិករផៃស៊ីគឺចិត្តល្អមែនតើគាត់មានក្តីមេត្តាមែនតើហើយសំខាន់ណានៅពេលដែលគាត់បានជួយនរណាម្នាក់ពីរឿងអ្វីមួយគឺគាត់សប្បាយចិត្តតែអាចចំណុចហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងជួយគេរហូតដល់ហួសព្រំដែនយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជួយគេឡើងអស់ពីខ្លួនហ្មងឡើងអត់មានកំណត់ព្រំដែនសម្រាប់ខ្លួនគាត់ថាជួយគេបានប៉ុណ្ណាទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺពិបាកមែនតើនៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារគឺយើងអាចនិយាយបានថាចិត្តល្អពេកចូលមកដល់ចំណុចទី6តារានិករផៃស៊ីគឺជាបុគ្គលដែលងាយនឹងត្រូវគេបោកប្រាស់ប្រើជាប្រយោជន៍មែនតើដោយសារមូលហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយដោយសារតែគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ឬក៏ជួយចំណាម្នាក់ក្នុងកំឡុងពេលខ្លីក៏ដោយគាត់ច្រើនតែប្រាប់និងបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ប្រាប់ពីអាកម្បាំងរបស់គាត់ទៅអ្នកដតីគឺងាយមែនតើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដតីយកចំណុចហ្នឹងមកជាប្រយោជន៍យកភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយបើយើងអាចនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតឲ្យស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាងាយនឹងត្រូវគេបោកប្រាស់យកមកប្រើបោកប្រាស់ក្តីស្រឡាញ់បោកប្រាស់ភាពស្មោះត្រង់គឺងាយមែនតើចូលមកដល់ចំណុចទី7គឺជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនពីអ្នកដទៃសម្រាប់គាត់តែពេលគាត់អត់សប្បាយចិត្តឬក៏ពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអ្វីមួយគឺគាត់ផ្ដាច់ខ្លួនគាត់តែម្ដងគាត់សុខចិត្តដេកស្មើស្មៃទៅលើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែស្មើស្មៃទៅលើអ្វីដែលគាត់ស្មើស្មៃហើយវាមិនអាចកើតឡើងហើយសំខាន់ណានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ផ្ដាច់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ជួបជាមួយតែបុគ្គលណាដែលមានការស្មើស្មៃដូចគាត់ទេតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានការស្មើស្មៃដូចគាត់វិញអាចនិយាយបានថាគាត់បាត់ខ្លួនពីជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចូលមកដល់ចំណុចទី8នេះយើងអាចនិយាយបានថាតារានិករផៃស៊ីគឺជាបុគ្គលដែលមានភាពកំសាកបន្តិចហើយទឹកមើកទុយមួយរបៀបថាស្ទុះស្ទុះណាពីព្រោះគាត់គឺជាតារានិករដែលស្ងប់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់ជាងគេក្នុងចំណោមតារានិករទាំង12ហើយសំខាន់ដោយសារតែភាពទទួលរ៉ាប់រងភាពអត់ធ្មត់ភាពដែលអត់អោនឲ្យអ្នកដទៃនឹងវាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែរកំសាហើយរបៀបថាទុយមួយទុយមួយនិយាយទៅងាយស្រួលធ្វើបាបចូលមកដល់ចំណុចទី9នេះវិញណាយើងធ្លាប់តែឮថាតារានិករ Cancer គឺជាតារានិករដែល sensitive តែឥឡូវចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តារានិករដែល sensitive ជាងគេគឺបានទៅលើតារានិករ Pisces ហើយគឺ over sensitive មែនតើនិយាយចំមានរឿងអីកើតឡើងនៅជុំវិញជីវិតរបស់គាត់ជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គាត់យកដាក់ក្នុងបេះដូងគាត់ទាំងអស់ទាំងដែលមានរឿងមួយចំនួនធំគឺវាអត់ត្រូវយកមកកាត់សោះក៏គាត់យកមកកាត់ហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់សុខចិត្តដែរចំណុចចុងក្រោយដែលជាចំណុចខ្មៅកខ្វក់របស់តារានិករ Pisces គឺជាចំណុចខ្ជិលច្រអូសគាត់ភ័យច្រើនអត់សូវចូលចិត្តធ្វើការណាដែលមានសម្ពាធខ្លាំងឬក៏ការងារណាដែលរបៀបលក្ខណៈថាស្មុគស្មាញគឺគាត់អត់ចូលចិត្តទេហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលអត់មាន motivation អត់មានការលើកទឹកចិត្តឬក៏អត់មាន passion ទៅធ្វើការងារហ្នឹងទេគឺគាត់អត់ធ្វើហ្មងគាត់ច្រើនគិតវេសហើយសុខចិត្តដេកស្មើស្មៃទៅលើ dream ដែលវាអត់អាចកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមកចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសំណាងល្អអូខេបាយបាយ